Bé học sinh vật dưới biển. Chào mừng các bé đến với video học về các loài động vật biển. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và tìm hiểu về những sinh vật đáng yêu và đa dạng sống dưới đại dương rộng lớn. Hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu thú vị và hãy bắt đầu học về các loài động vật biển ngay bây giờ. Fish. Đây là con cá. Shark. Cá mập. Whale. Cá voi. ˈtɜ̀rtl. Rùa biển. Stingray. Cá đuối. Starfish. Sao biển. Wow. Seahorse. Cá ngựa. Lobster. Tôm hùm. Wow. Jellyfish. Con sứa. Con qua. Squid. Con mực. Dolphin. Cá heo. À? Seal. Hải cẩu. Octopus. Bạch tuộc. Blowfish. Cá nóc. Sea urchin.
nhím biển. Wow. Chúng ta đã kết thúc cuộc hành trình khám phá về các loài động vật biển. Hy vọng rằng qua video này, bé đã học được nhiều điều thú vị về cuộc sống dưới đại dương và sự đa dạng của các loài sinh vật. Cảm ơn bé đã tham gia cuộc hành trình này và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.